Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19h45, là khung giờ phát sóng quen thuộc. Tâm An rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Nàng dâu 49 ngày, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong 4 tập của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người cho rằng một câu chuyện rất là ly kỳ, rất là thú vị và có rất là nhiều bí ẩn. Tâm An cũng nghĩ như vậy, và ngày hôm nay sẽ thêm một bí ẩn mới. Đó chính là về thân phận của Tam Thiếu. Anh chàng này không phải là một nhân vật tầm thường đâu quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng Tam Thiếu là ai, tại sao anh lại có cơ hội được gặp Tiểu Bình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An và muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để cùng lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Nàng dâu 49 ngày, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cả ba người bọn tôi kéo nhau ra bên ngoài. Lúc ra đến cổng, tôi liếc mắt nhìn vào bên trong. Ở phía tầng 2, căn phòng cuối cùng giáp với cửa sổ, có một ánh mắt đỏ rực đang dõi theo bọn tôi. Tôi mỉm cười trong lòng. Bọn quỷ này bây giờ còn bày kế để lừa gạt cả tiên sư. Bọn chúng nghĩ rằng tôi là đồ ngu chắc. Cuối cùng tôi cũng gặp được lệ quỷ. Quá tốt. Tôi đi ăn với Kiến Vũ và anh Mẫn. Trước khi đi tôi có nhắn tin cho Tam Thiếu biết, bởi vì tôi không muốn anh ấy bắt gặp tôi như lần trước. Tôi cũng dặn dò anh Mẫn đừng quay trở lại căn biệt thự ấy, cũng đừng cho ai vào. Đợi khi nào tôi bắt được quỷ hồn đang ẩn nó trong đó thì hãy sinh hoạt như bình thường. Thật ra quỷ hồn tôi bắt khi nãy chỉ là một con chốt thí mà thôi. Một ác quỷ vừa mới thăng hạng, không thể nào phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ như vậy. Bọn ma quỷ bây giờ quả thật là tinh danh. Ai bảo bọn chúng chỉ biết dọa người chứ, bây giờ còn biết lừa gạt cả người. Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó chính là gọi cho thầy Trương. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với lệ quỷ một mình, không nắm chắc khả năng có thể thu phục được nó hay không. Nếu chẳng may bản thân tôi xảy ra chuyện gì thì quả thật là rất nghiêm trọng. Cũng may thầy Trương đồng ý. Thầy ấy còn nói với tôi, cứ yên tâm, lệ quỷ thầy ấy có thể thu phục được. Lọ trấn hồn trong túi của tôi lúc này rung lên. Lần này là quỷ nam đang ở trong lọ muốn ra ngoài. Tôi mở nắp để cho anh ta bay ra. Thấy mặt mày của anh ta nhăn nhó, tôi cười và hỏi chuyện. Có chuyện gì muốn nói với tôi có đúng không? Tên đầu quả lắc kia nói cái gì à? Quỷ nam gật đầu, giọng nói có hơi bất mãn. Tôi hỏi được vài chuyện. Nhưng mà tiên sư này, cô định để hắn ta ở chung với tôi đi à? Thì có làm sao chứ, cả hai người đều là quỷ hồn, không ở chung trong lọ trấn hồn thì muốn ở đâu? Muốn ở chung phòng cùng với tôi à? Thì cũng không phải vậy, chỉ là bộ dạng của hắn quá là ghê gớm, không thích hợp chia phòng với tôi. Anh đúng là được voi đòi hai bà trưng. Lọ trấn hồn của tôi từ khi nào trở thành phòng riêng của anh thế hả? Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang làm cái gì trong đấy. Nghe kinh không tốt hơn là nghe mấy cái nhạc cà giật đó sao? Quỷ nam nghe xong có vẻ chột dạ. Anh ta nhìn tôi, sau đó nịnh bợ. Này, cô cũng biết rồi à? Tôi nhìn vẻ mặt nịnh bợ tươi cười của anh ta mà chỉ muốn đấm cho anh ta mấy phát. Cái tên quỷ này đúng là danh ma. Đã bị bắt giam rồi, lại còn dám đeo máy nghe nhạc vào trong lọ trấn hồn. Nửa đêm đang ngủ nghe nhạc ầm ầm, làm cho tôi hết cả hồn. Cứ tưởng con quỷ âm nhạc nào đã xuất hiện chứ. Lọ trấn hồn của tôi uy nghiêm như vậy, anh đem máy nghe nhạc vào đấy, quẩy từ sáng tới chiều, còn thể thống gì chứ? Tiên sư thông cảm, tôi lúc còn sống đi bay nó quen rồi, nên cô thấy tôi nhảy không? Hôm nay là thứ bảy, anh thích đi thì đi. Nhìn điệu nhảy cực kỳ của anh ta, thái dương tôi giật giật, cảm thấy đau hết cả đầu. Đáng sợ quá đi mất. Một con quỷ đã đáng sợ, bây giờ lại thêm cả một cái khoản bay lắc. Anh ta không có chân, nhảy qua nhảy lại, trông kinh tởm. Thôi được rồi, anh nhảy kinh quá, anh mà còn nhảy nữa Tôi đánh cho anh tan hồn phách bây giờ. Nghe tôi dọa như vậy, tên kia bĩu môi, rất nhanh trở nên ngay ngắn nghiêm chỉnh. Thấy anh ta đứng đắn không còn đùa tôi mới hỏi chuyện. Bây giờ anh nói đi, nếu như anh làm tốt, tôi không tính đến chuyện máy nghe nhạc kia. Thế tiên sư đồng ý để máy nghe nhạc lại cho tôi à? Đúng vậy, nhưng mà phải xem anh làm việc như thế nào. Quỷ Nam phấn khích lắc lư qua lại. Anh ta bắt đầu trả lời tôi. Mặc dù tên kia có bề ngoài không được đẹp mắt cho lắm, nhưng nói gì thì nói, anh ta cũng là quỷ mà tôi quen biết. Cái tên đầu quả lắc kia rất hiền, còn hiền hơn cả tôi. Anh ta bị lệ quỷ sai khiến đấy. Anh ta nói gì với anh? Anh ta nói lệ quỷ sai anh ta canh chừng, hắn ta không muốn người khác phát hiện ra hắn đang trú trong căn biệt thự đó. Tại sao? Một lệ quỷ thì còn sợ ánh sáng sao? Tất nhiên là không sợ, nhưng mà hắn ta hiện tại chỉ muốn ẩn náu, không muốn bị ai làm phiền. Chuyện này một lệ quỷ muốn ẩn náu ư? Thì cần gì phải chọn một nơi có nhiều người sống như vậy. Hắn ta trực tiếp lên rừng, lên núi, chọn một chỗ nào đó ăn ngủ, ở đó chẳng phải là tốt hơn hay sao? Tên quỷ nam kia lại tiếp tục. Thật ra tôi có suy nghĩ giống tiên sư. Tôi thấy chuyện lệ quỷ kia tìm nơi ẩn náu như vậy có hơi không hợp lý. Bởi vậy tôi mới gặng hỏi. Cuối cùng tên đầu quả lắc kia cũng chịu nói. Thế nào? Anh ta nói gì? Anh ta nói lệ quỷ đang đợi người. Đợi ai? Cái đó anh ta không biết. Lệ quỷ không nói nên anh ta không biết. Kỳ lạ thật. Lệ quỷ đang đợi người ư? Với thực lực của hắn ta thì cần gì phải đợi người. Nếu muốn gặp ai thì cứ trực tiếp bay đến, chẳng phải là xong rồi ư? Thực lực của một lệ quỷ rất mạnh. Phàm là tự thân tu luyện hay là chết đi mang quá nhiều lệ khí mà biến thành lệ quỷ thì đều mạnh như nhau. Ở dương gian muốn tìm thấy một lệ quỷ không phải là chuyện đơn giản, mà một khi đã tìm thấy rồi thì càng không đơn giản để giải quyết. Bởi vì lệ quỷ là ngưỡng cấp độ thực lực tầm cao. Lúc đó quỷ hồn đã không thể nào quay trở về con đường luân hồi truyền kiếp, mà chỉ có thể đi tiếp con đường phía trước. Đó là tồn tại và tu luyện để trở thành tướng quỷ, quỷ vương. Nếu không tu luyện để ngày càng trở nên mạnh hơn, vậy thì lệ quỷ chắc chắn sẽ bị tiên sư phát hiện và tiêu diệt. Chỉ khi đạt đến ngưỡng quỷ vương mới không bị loài người đe dọa, cũng không sợ âm phủ khống chế. Quỷ vương nói cho cùng vẫn là dưới trướng của Diêm Vương, nhưng thông thường quỷ vương sẽ là trợ thủ của Diêm Vương. Thế nên lệ quỷ chỉ có thể tu luyện lên cao mới không bị ngũ giới bài trừ và khống chế. Bản thân lệ quỷ đã là thứ trời đất không thể dung. Nếu không luyện lên cao, đến một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Khi sáng tôi rút lui là bởi vì không nắm chắc được phần thắng khi giao đấu. Nếu khả năng của tôi không đủ, tôi có thể bị lệ quỷ hút hết sinh khí, chết thảm thế nào không ai hay. Một khi lệ quỷ hút được sinh khí và linh khí của tiên sư, tùy vào thực lực của tiên sư mà một bước có thể trở thành tướng quỷ. Hoặc nếu không thể trở thành tướng quỷ thì cũng đạt đến ngưỡng hơn nửa lệ quỷ. Thực lực vô cùng cao thâm, khó ai có thể nào tiêu diệt được. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao khi sáng lệ quỷ kia không trực tiếp nhảy ra giao đấu với tôi? Có một lệ quỷ, lại có thêm một ác quỷ, lại còn phải bảo vệ hai con người bình thường. Khả năng tôi bị bại trận là rất cao. Hoặc lệ quỷ kia cũng có thể giết anh Mẫn và Kiến Vũ để hút sinh khí của họ. Chả nhẽ hắn ta đang chờ người. Vậy đang chờ ai chứ? Chuyện tôi nhờ thầy Trương cùng tôi đến nhà anh Mẫn, Tam Thiếu cũng biết. Anh ấy không nói gì, chỉ dặn dò tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi định ngày mai sẽ đi luôn, nhưng thầy Trương có việc chưa về kịp, mà thầy ấy lại không cho tôi đến đó một mình, nên tôi chỉ có thể ở nhà đợi thầy ấy quay trở về. Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, Tam Thiếu đưa tôi đến nhà họ Giang ăn bữa cơm thân mật. Vẫn như trước đây, mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Thi thoảng có tiếng nói chuyện, có khi chỉ toàn là tiếng đũa, tiếng muỗng va chạm vào nhau. Tam Thiếu với người nhà không mặn mà tình cảm gì, tôi lại càng không cần phải mặn mà. Là muốn tôi đến đây ăn cơm thì tôi đến thôi. Dù sao Tam Thiếu cũng không yêu cầu tôi phải xiêm nịnh người nhà của anh. Ăn xong bữa cơm, Tam Thiếu đưa tôi về. Dạo gần đây mỗi khi đi với tôi, anh đều tự lái xe, mà tôi lại rất thích việc này. Như thế mới cảm thấy riêng tư và thoải mái. Thầy tôi cứ ngồi nhìn về phía trước không nói gì. Tam Thiếu khều tay tôi nói nhỏ. Em có muốn uống trà sữa không? Tôi mua cho em. Ừ, cũng được. Xe dừng trước một cửa hàng bán nước uống pha chế. Tam Thiếu bước vào trong, mua một trà sữa cho tôi. Sau đó đưa đến trước mặt tôi. Anh mỉm cười và hỏi tôi. Tôi thấy em đăm chiêu suốt từ nãy tới giờ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Là về chuyện của lệ quỷ ở biệt thự khi nãy sao? Đúng là khi nãy tôi có nhờ Tam Thiếu chạy ngang biệt thự của anh Mẫn để xem thử tình hình. Nhưng tôi lại không thấy quá bận tâm vào chuyện đó. Tâm trí của tôi đang đặt ở một nơi khác. Hút một hơi đầy trà sữa, tôi không vội nuốt xuống ngay mà cứ ngậm trong miệng. Đây cũng chính là thói quen khó bỏ mỗi khi tôi uống đồ lạnh. Cảm giác ngậm nước lạnh trong miệng khiến cho tôi khá là dễ chịu. Tam Thiếu thấy miệng tôi cứ trù ra, anh mỉm cười, lại dùng khăn giấy có sẵn trên xe, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại giúp tôi lau trà sữa. Em không nuốt xuống đi, sợ nuốt xuống là hết trà sữa để uống à? Tôi có chút xấu hổ, vội vàng nuốt xuống ngay. Vì bị nghẹn một ít nên lúc này tôi hơi khó chịu trong cổ họng. Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay Tam Thiếu, bắt đầu ủ rũ than thở. Tôi càng ngày càng lún sâu vào chuyện của đạo gia rồi. Thật là... Sao thế? Có chuyện gì không vui? Cũng không phải là không vui. Tôi chỉ cảm thấy bản thân tôi có chút mâu thuẫn. Rõ ràng là tôi không muốn trở thành tiên sư. Nhưng... Em không thích thì đừng làm. Có ai ép được em đâu. Có vài chuyện anh không biết. Tôi là bị... Mà tóm lại là kể từ lúc tôi đến đây, cuộc sống của tôi như đảo lộn. Bây giờ đi được nửa đường rồi, tôi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như được quay trở lại... Tôi không biết em đang bị như thế nào, nhưng nếu em cần gì em nói với tôi, hiểu chứ? Tôi gật gù, lại nói đến chuyện của Lý Tú Uyên. Tam Thiếu này, lúc anh nói chuyện với Giang lão gia, tôi có đi ra sau vườn. Ở đó tôi đứng một lúc, tôi suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Em suy nghĩ được gì? Là chuyện của Tú Uyên sao? Ừ, tôi cảm thấy tôi có chút mông lung. Giống như những chuyện xảy ra từ trước tới giờ, nó không hề chân thật. Giang gia nhà anh không có kết giới, nhưng lại có ấn phù. Bởi vì có ấn phù nên quỷ nữ lần trước mới không vào trong để hại bà cô được. Còn về quỷ hồn ẩn trong chiếc lược cổ, là bởi vì nó ẩn thân ở trong đồ vật, nên khi qua cổng lớn nhà Giang gia mới không bị ấn phù giữ lại. Mà nó cũng chưa xuất hiện ra bên ngoài lần nào. Nhưng Lý Tú Uyên, nếu đúng là chết, vậy làm sao cô ấy có thể vào được sân nhà họ Giang chứ? Nhưng nếu cô ấy chưa chết, nhưng tại sao cô ấy lại có thể đi nhanh như vậy, lại biến mất không rõ tung tích? Thế thì em nghĩ xem, Tú Uyên còn sống hay đã chết nào? Tôi không rõ. Tôi không hy vọng là cô ấy đã chết. Một người có gương mặt giống tôi tự dưng chết đi, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ. Thôi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cho người liên tục điều tra từ nhiều phía, chắc chắn sẽ có kết quả nhanh thôi. Ừ, hy vọng là như vậy. Điện thoại của Tam Thiếu đột nhiên reo lên. Anh ta dùng tai nghe để liên lạc. Tôi đây. Ở đâu? Được rồi, cho tôi địa chỉ. Tôi qua đó ngay bây giờ. Nghe giọng Tam Thiếu lúc này có vẻ gấp gáp. Tôi cũng khẩn trương nhìn anh. Thấy tôi nhìn như vậy, Tam Thiếu liền nói với tôi. Người của tôi phát hiện vali của em đang ở một căn nhà cho thuê gần đây. Để tôi đưa em đến đó xác nhận nhé. Được được, anh mau đưa tôi đến đấy đi, nhanh lên. Tam Thiếu gật đầu, sau đó tăng tốc chạy thật nhanh đến địa chỉ mà người kia vừa mới gửi. Lúc tôi và anh xuống xe, một vài người mặc áo đen đi đến. Người đàn ông kia có chút cố kỵ nhìn sang tôi. Thấy Tam Thiếu gật đầu biểu hiện ý không sao, anh ta mới gật đầu báo cáo. Tam Thiếu, tình hình bên trong có chút bất lợi cho anh. Tôi không báo cảnh sát, nhưng dù sao anh nên đề phòng. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trong nhà chúng tôi phát hiện thấy hai cái xác đang trong giai đoạn phân hủy. Kiểm tra sơ qua một chút, tôi đoán rất có thể là xác của Lý Bảo và vợ của ông ấy. Tôi nghe xong cả kinh. Anh vừa nói gì? Lý Bảo và vợ của ông ấy là cha mẹ của Lý Tú Uyên ư? Đúng vậy, thưa mợ Tam. Vậy còn Tú Uyên thì sao? Cô ấy đâu? Chúng tôi không tìm thấy tiểu thư Tú Uyên. Trong căn phòng được cho là của tiểu thư Tú Uyên vẫn rất bình thường. Chỉ phát hiện thêm một vali quần áo và đồ đạc. Bên trong có giấy tờ tùy thân của một cô gái. À, cô gái ấy tên là Nguyễn Khiết Bình. Tôi hốt hoảng kêu lên. Khiết Bình là tôi. Tôi là Nguyễn Khiết Bình. Vali của tôi bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn đi lấy vali của mình. Tam Thiếu lúc này cũng lên tiếng. Đưa cô ấy lên đó lấy vali đi. Tôi cũng muốn vào trong xem vợ chồng Lý Bảo chết như thế nào. Người đàn ông kia gật đầu, sau đó liền đưa tôi và Tam Thiếu bước vào trong nhà. Vừa bước vào cửa, tôi cảm nhận được một luồng oán khí rất nặng. Oán khí phát ra từ căn phòng đầu tiên sát với phòng khách, lại thoảng lên một mùi hôi thối giống như mùi động vật chết, cực kỳ khó ngửi. Tôi nhìn Tam Thiếu với vẻ mặt có chút hoang mang. Tam Thiếu lại lo tôi hoảng sợ, anh liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Đi theo anh vào căn phòng đầu tiên. Hình ảnh hai người nằm chết dưới sàn nhà hiện ra rõ ràng. Nhìn hai cái xác đang phân hủy nặng, mùi thối rửa bốc lên. Tôi cơ hồ không nhịn được, bụng dạ cồn cào, liền muốn nôn. Tam Thiếu nhìn thấy sắc mặt tệ hại của tôi, anh liền kéo tôi vào trong lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng của tôi. Nếu như em sợ, em đừng nhìn nữa. Quả thật là tôi sợ. Quỷ hồn hình dạng có chút thê thảm, nhưng dù sao cũng là một quỷ thể có hình dáng cơ bản, không giống với hai người này. Xác thịt lúc này thối rữa hôi thối, lại còn đang phân hủy. Nhưng mà chuyện đó vẫn không đáng sợ bằng chuyện ở trên tường ngay bên cạnh hai cái xác, một dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ giống như máu hiện ra. Ở trên đó viết rõ ràng ba chữ: Giang Thanh Thu. Tôi ngồi trên xe về lại nhà. Vali của tôi ở đằng sau cốp xe. Tam Thiếu còn có chuyện cần phải giải quyết nên không theo tôi về. Về đến nhà, tài xế giúp tôi đem vali vào trong phòng khách. Chú Cao thấy tôi không về cùng với Tam Thiếu, chú liền hỏi ngay. Sao Tam Thiếu không về cùng với mợ Tam? Dạ, anh ấy có chuyện cần phải giải quyết. Chú Cao này, đã tìm được cha mẹ của Tú Uyên rồi đấy. Có thật không mợ? Thế bây giờ bọn họ ở đâu? Có tiểu thư Tú Uyên luôn không? Dạ, không tìm thấy Tú Uyên. Còn về cha mẹ cô ấy, họ chết rồi ạ. Chết rồi? Chú Cao này, chú nghĩ thử xem, tại sao bọn họ lại chết, mà còn là bị người ta giết chết? Chuyện này Tam Thiếu nói thế nào hả mợ? Con không biết, anh ấy không nói gì, tâm trạng không được tốt. Còn có chuyện này, ở trên tường trong phòng riêng của vợ chồng Lý Bảo, trên đó có viết tên của Tam Thiếu. Theo nét chữ và hiện trường, có thể đó là chữ của Lý Bảo để lại trước khi chết à? Cũng may là người của Tam Thiếu tìm thấy bọn họ trước, chứ không công an mà tìm thấy trước thì nguy to rồi à? Tại sao lại có chuyện này chứ? Cha mẹ tiểu thư Tú Uyên tại sao lại chết chứ? Chú Cao, chú có thể nói cho con biết mối quan hệ của nhà họ Lý và Tam Thiếu rốt cuộc là như thế nào không ạ? Chú Cao sau vài giây chấn kinh, lúc này trở nên bình tĩnh hơn. Im lặng một lúc, chú lên tiếng. Thật ra cũng không có quan hệ gì. Tam Thiếu chỉ mới quen biết nhà họ Lý cách đây không lâu. Lý gia cho người đến tìm Giang lão gia, muốn kết thân ấy, bởi vì biết Giang lão gia đang cần tìm cô vợ có máu nhị âm cho Tam Thiếu. Tiểu thư Tú Uyên là người có máu tam âm, vô cùng hợp với yêu cầu của Giang lão gia. Tam Thiếu cũng gặp qua tiểu thư Tú Uyên vài lần. Tú Uyên đối với Tam Thiếu cũng rất tốt, hai người ở cạnh nhau rất hợp, rất đẹp đôi. Tôi cứ tưởng hai người họ thành vợ thành chồng, đâu nghĩ đến nhà họ Lý lại lật kèo lừa gạt Tam Thiếu như vậy chứ. Tình cảm hai bên đang rất tốt, thế tại sao nhà họ Lý lại làm chuyện như vậy ạ? Nói như chú Tú Uyên có tình cảm với Tam Thiếu, có đúng không chú? Theo tôi thấy thì đúng như vậy. Mặc dù chỉ gặp tiểu thư Tú Uyên có vài lần, nhưng tôi thấy cô ấy quả thật có tình cảm với Tam Thiếu. Mà Tam Thiếu cậu ấy... Cậu ấy làm sao ạ? Chú cứ nói tự nhiên. Tôi không cảm thấy gì đâu. Dù sao Tam Thiếu cũng nói sơ qua chuyện này với tôi rồi. Nếu mợ biết đi, tôi cũng không dám giấu. Dù Tam Thiếu cũng có thái độ khác hẳn khi gặp tiểu thư Tú Uyên. Nếu ngày trước ấy, cưới Tú Uyên không bỏ đi, vậy thì ngày hôm nay cô ấy và Tam Thiếu là vợ chồng chính thức của nhau rồi. Tôi trầm mặc suy nghĩ một lát. Nếu đúng thật là Tú Uyên có tình cảm với Tam Thiếu, vậy tại sao cô ấy lại bỏ đi chứ? Còn có nhà họ Lý, nếu bỏ đi như vậy, tại sao lại chết? Mà gia đình bọn họ có 3 người. Lý gì vợ chồng Lý Bảo thì chết, còn con gái Tú Uyên lại mất tích không rõ nguyên nhân. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, tôi gần như không lý giải được, càng lúc càng cảm thấy rối tung. Nói đúng ra thì nhà họ Lý không liên can gì đến tôi, nhưng tôi lại muốn biết tôi và Lý Tú Uyên có phải là người thân thất lạc của nhau hay không. Mà tôi cũng muốn biết lý do vì sao nhà họ Lý lại bỏ đi. Vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, bỏ đi như vậy là quá ngu xuẩn. Mợ Tam này, vali này là của ai? À, vali này là của con, tìm được ở phòng của Tú Uyên. Ra là vậy. Tôi xoay sang nhìn cái vali, sau đó từ từ mở ra và kiểm tra bên trong. Trong vali cũng không có gì khác so với trí nhớ của tôi. Quần áo, giấy tờ tùy thân và một ít đồ đạc linh tinh. Tôi lấy hết quần áo ra, xếp lại gọn gàng để đem đi giặt. Mặc dù không dám mặc đến, nhưng dù sao cũng là quần áo của tôi, vậy nên cất giữ kỹ càng cẩn thận. Chỉ là khi tôi lấy đến chiếc váy cuối cùng, ở phía đáy vali có một tờ giấy nhỏ, bên trong viết hai chữ: chạy đi. Tôi có chút hoảng loạn, liền siết chặt tờ giấy trong tay. Tạm thời không nên để cho Tam Thiếu phát hiện ra chuyện này. Tờ giấy này chắc chắn không phải là của tôi, bởi vì lúc tôi soạn quần áo xếp vào trong vali, vali của tôi hoàn toàn trống trơn. Nếu không phải vali của tôi, vậy thì chỉ có thể là do người khác bỏ vào. Mà người tình nghi nhất chỉ có thể là Tú Uyên. Nhưng mà chạy đi ư? Chạy đi có nghĩa là gì chứ? Là muốn ai chạy đi? Là tôi sao? Khuya muộn, lúc tôi vừa chuẩn bị lên giường thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nam trầm mệt mỏi. Tiểu Bình ơi, em ngủ chưa? Tôi vào có được không? Nghe giọng của Tam Thiếu, tôi liền phi xuống giường, nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh. Tam Thiếu đứng trước cửa phòng, thần thái rất mệt mỏi, thoang thoảng còn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Anh uống rượu à? Tại sao anh lại uống? Uống một ít thôi, vẫn tỉnh táo. Tôi vào trong ngồi một chút, có được không? Ừ, anh vào đi. Tam Thiếu bước vào trong phòng. Anh đi đến bên giường và ngồi xuống. Tôi đi rót cho anh một cốc nước, đưa đến trước mặt anh. Anh uống chút nước đi, vừa về chắc là khát lắm rồi, có đúng không? Có phải em đang nghi ngờ tôi giết vợ chồng Lý Bảo không? Sao anh nghĩ vậy chứ? Chứng cứ, tất cả mọi thứ đều chỉ hết vào tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ anh giết vợ chồng Lý Bảo đâu. Thật đấy. Em nghĩ thật ư? Anh rất thông minh, mà người thông minh như anh làm sao lại để cho vợ chồng Lý Bảo lưu lại những chứng cứ có hại cho mình chứ? Chẳng qua tôi không nghĩ được nguyên nhân tại sao nhà họ Lý lại bị dồn ép đến mức người chết người mất tích như vậy. Chứ tôi thấy anh có liên quan gì đến chuyện này đâu. Tiểu Bình, tôi thật sự không giết vợ chồng Lý Bảo. Tôi cũng không sai khiến ai đi giết gia đình bọn họ. Mặc dù tôi bị họ lừa, tôi muốn tìm ra bọn họ để hỏi cho rõ lý do. Nhưng chỉ là muốn hỏi lý do thôi, là vì sao đưa Tú Uyên bỏ trốn. Chứ tôi không hề muốn họ phải chết. Còn Tú Uyên, cô ấy ở đâu? Tôi cảm thấy rất rối. Tôi cảm thấy mọi chuyện quá mức kỳ lạ. Tôi hiểu mà, anh không nói tôi cũng hiểu. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất rối rắm. Tôi không khá hơn anh là bao. Nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, rõ ràng là có người muốn đổ tội cho anh. Người đó biết tôi không phải là Tú Uyên, cũng biết nhà họ Lý bỏ trốn, cho nên hắn giết vợ chồng Lý Bảo là muốn đổ tội cho anh. Em nghĩ như vậy thật ư? Thật, tôi tin tưởng anh. Tôi tin anh không phải là người tán tận lương tâm như vậy. Anh không cần phải buồn rầu. Tôi còn chưa nói hết câu, Tam Thiếu đã áp sát đến bên người tôi, Môi của anh đột nhiên phủ lên môi của tôi. Một cái hôn bất ngờ đến choáng váng. Hai mắt của tôi mở tròn, cả người tôi cứng đơ. Tay siết chặt vài quần. Thời gian xung quanh như ngừng lại. Nhiệt độ cơ thể của Tam Thiếu rất ấm. Đôi môi khi chạm vào môi tôi cũng rất ấm. Thì thoảng lại phả lên mùi rượu nồng nặc, khiến thần kinh của tôi như bị bức đến ngây dại. Cái hồn dịu dàng, hai môi chạm vào nhau, không tiến sâu hơn, cũng không gọi là gì là mạnh quá. Hai mắt Tam Thiếu nhắm lại, đôi mi dày và cong, đôi khi còn chớp vài cái. Lúc này Tam Thiếu buông tôi ra, ánh mắt anh nhìn tôi mơ màng. Tôi... em... sao... cái gì? Có chuyện gì? Anh đang suy nghĩ gì? Anh nói tôi nghe xem nào. Tam Thiếu lúc này không nói gì, áp sát đến người tôi. Anh đưa môi hôn lên má của tôi. Anh phải hôn em thêm một lần nữa, để ngày mai tỉnh dậy em nhớ là anh cố ý hôn, chứ không phải vì anh say anh mới hành động như vậy. Tôi ngơ ngác, cơ bản là không nghĩ rằng Tam Thiếu lại hôn lên hôn xuống như vậy. Nói dứt câu, chưa kịp đợi tôi hoàn hồn, Tam Thiếu đứng bật dậy. Anh lấy tay xoa tóc của tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Em ngủ đi, ngày mai anh gọi em dậy nhé. Em có hẹn với thầy Trương rồi đấy, nhớ không nào? Ừ, nhớ chứ. Vậy em ngủ sớm, anh về phòng đây. Nói xong Tam Thiếu bước nhanh ra cửa. Không biết bởi vì quá vội hay vì như thế nào mà anh lại vấp vào góc tường ngay cửa, xém một chút là ngã lăn quay. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh tằng hắng mấy tiếng, vờ vịt nói: Ai, cái khung cửa này hình như hơi bé thì phải, mà em phải đi cẩn thận đấy, coi chừng lại ngã giống anh. Tôi nhìn thấy rõ sự lúng túng của anh, nhưng vẫn quyết định không vạch trần. Mà Tam Thiếu thấy tôi nén cười, anh có vẻ ngượng ngùng lắm. Trước khi đi còn cố tình đá mấy phát vào góc tường. Oan uổng quá. Cái góc tường này mà biết nói, chắc chắn nó gào thét oan uổng với tôi cho mà xem. Cửa phòng đóng lại, tôi ngơ ngác ngã lăn ra giường. Lăn qua lăn lại, mặt tôi đỏ bừng, thiếu chút nữa là hét lên mấy tiếng. Trời đất ơi, dễ thương quá. Tam Thiếu ơi, anh chết chắc rồi. Con quỷ tình yêu, nó đè chết anh rồi. Sáng sớm hôm sau, lúc Tam Thiếu gõ cửa phòng thì tôi đang còn nằm ưỡn bụng ra ngủ. Cả đêm qua không biết là bởi vì phấn khích hay bởi vì như thế nào mà tôi không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại ở trên giường. Hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Nếu không phải tôi bắt cải lương lên nghe kịp thời thì chắc chắn tôi đã thức tới sáng. Tôi uể oải trả lời mấy tiếng, sau đó lề mề lết xuống dưới. Cũng không biết tôi thay quần áo bằng cách nào, nhưng may là cuối cùng tôi cũng xuống được dưới nhà. Tam Thiếu đang ngồi uống trà với thầy Trương. Thấy tôi bước xuống, cả tôi và anh đều giật mình. Tam Thiếu, anh làm sao thế? Hai mắt của anh sao lại thâm quầng lên thế kia? Em nhìn em mà xem, mắt cũng đang thâm quầng kia kìa. Đúng là vì đêm qua tôi ngủ không ngon nên mới xuất hiện quầng thâm. Nhưng còn Tam Thiếu, anh ấy vì sao cũng có quầng thâm rõ ràng giống như tôi chứ? Thầy Trương quan sát bọn tôi nãy giờ, thầy ấy tò mò cất tiếng hỏi: Hai người bị làm sao thế? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì có đúng không? Cả tôi và Tam Thiếu lại không hẹn mà giật mình thêm một lần nữa. Lần này thì tôi không nói gì, chỉ để cho anh trả lời. À, chắc là do chuyện của Lý Bảo, Tiểu Bình, em ấy cũng biết. Thì ra là như vậy. Ba người bọn tôi ăn sáng ở nhà, sau đó Tam Thiếu lái xe đưa tôi và thầy Trương đến căn biệt thự nhà anh Mẫn. Anh ấy để tôi và thầy Trương ở đấy, lát nữa sẽ quay lại đón bọn tôi. Ngày hôm qua anh Mẫn đến giao cho tôi chìa khóa nhà. Hôm nay anh ta có việc phải trở về thành phố nên hẹn tôi cuối tuần sẽ mời tôi đi ăn. Mà thật ra không cần anh Mẫn đến cũng được, tôi và thầy Trương giải quyết nhanh, sau đó sẽ về. Tôi mở chìa khóa cửa, thầy Trương bước vào trước, tôi vào sau. Cả hai rón rén nhẹ nhàng, không muốn phát ra tiếng động. Chỉ là khi bọn tôi vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một quỷ thể đang ngồi trên sofa. Quỷ thể đó là nam, nhìn qua gương mặt thì không đến 40 tuổi. Quỷ thể nhìn chằm chằm vào tôi và thầy Trương. Hình dáng bên ngoài không đáng sợ như những quỷ hồn khác, trái lại còn khá giống với con người. Thầy Trương đưa tay chặn ngang người tôi lại. giọng của thầy trầm xuống. Đó chính là lệ quỷ. Mợ Tam, cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, trên tay cầm chắc kiếm đồng, lên dây cót tinh thần ở mức cao nhất. Lệ quỷ kia nhìn về phía bọn tôi, trong mắt hơi đỏ, giọng vô cùng trầm. Người bình thường không thể nào có giọng nói trầm như vậy được. Tiểu Bình tiên sư, Trương đại sư, cuối cùng thì hai người cũng tới. Tôi và thầy Trương nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng chắc chắn là hiểu được ý của nhau. Thầy Trương nhìn thấy lệ quỷ kia không có ý khiêu chiến, thầy dễ dàng cư xử, liền ngoắc tay tôi, đi đến ghế ngồi xuống. Tôi và thầy Trương ngồi một bên, lệ quỷ kia ngồi một bên, đối diện với bọn tôi. Thấy hai người bọn tôi ngồi xuống, lệ quỷ lên tiếng. Chắc hai người cũng biết, tôi không có ý định hại hai người. Tôi đến đây là muốn đợi một người. Sau khi nhìn thấy người đó, tôi nhất định sẽ rời đi. Thầy Trương lúc này nheo mày, nghiêm giọng hỏi. Người đợi ai? Tôi đợi đại nhân của tôi đến. Cảm ơn Tiểu Bình tiên sư, cũng nhờ có cô mà tôi mới gặp lại ngày ấy. Ta làm gì chứ? Người nói gì ta không hiểu. Lát nữa cô sẽ hiểu thôi. Dứt lời chưa được bao lâu, tên lệ quỷ kia đột nhiên nhướng mày, trong giọng nói có vài phần vui mừng. Ngày ấy tới rồi. Cùng lúc này hắn ta đứng lên, tay đẩy mạnh về phía bức tường. Bức tường nứt toạc ra, tạo thành một tiếng nổ thật lớn. Tôi và thầy Trương đứng bật dậy theo, trong tay giữ chặt pháp khí. Chỉ cần hắn ta tung chiêu, bọn tôi chắc chắn không để cho hắn chạy thoát. Hai người đừng sợ, tôi nói rồi, tôi không làm hại hai người. Hắn ta vừa nói vừa ra dấu cho bọn tôi dừng động tác pháp khí, ý tứ không hề có chút giả tạo nào. Tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ở phía cửa, một thân ảnh quen thuộc đang gấp gáp chạy đến. Người vừa chạy vào không phải ai khác mà chính là Tam Thiếu. Em có sao không? Có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có không? Tôi lắc đầu, vội vàng trả lời để anh không lo. Em không sao, nhưng tại sao anh ở đây? Không phải anh đi công việc à? Anh không yên tâm khi để em ở lại đây. Anh định quay lại đợi em và thầy Trương xong việc, nhưng mà anh nghe trong này có tiếng nổ lớn, anh phải chạy vào. Đại nhân. Hai chữ đại nhân làm cả ba người bọn tôi đều giật mình. Đến khi nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói, bọn tôi lại ngạc nhiên hơn nữa. Tên lệ quỷ kia, hắn ta lúc này đang quỳ xuống. Hắn hướng về phía Tam Thiếu, trong mắt đỏ lên, biểu cảm mừng rỡ. Đại nhân, cuối cùng tôi cũng gặp được ngài rồi. Đại nhân. Tam Thiếu nhíu mày, biểu cảm kinh ngạc, không khác gì tôi và thầy Trương. Hình như là anh không biết tên lệ quỷ này là ai, mà hai chữ đại nhân có vẻ không giống với thời đại này. Người gọi ai là đại nhân chứ? Đại nhân, tôi biết ngài không thể nhớ được tôi, nhưng nhiệm vụ của tôi là phải tìm được ngài để đưa cho ngài vật này. Tam Thiếu vô cùng kinh ngạc. Anh muốn bước đến gần tên lệ quỷ kia, nhưng lại bị tôi kéo tay ngăn lại. Tam Thiếu bị tôi kéo giữ, anh liền lấy tay vỗ nhẹ nhẹ, trấn an tôi. Không sao đâu, anh tự bảo vệ mình được. Người nói, người có vật gì muốn đưa cho ta? Đó là gì? Lệ quỷ cười sáng lạng. Hắn lấy từ trong túi áo ra một túi vải nhung màu đỏ. Bên trong là gì thì tôi không biết. Hắn cung kính dâng bằng hai tay cho Tam Thiếu. Đại nhân, vật của ngài tôi đưa lại cho ngài. Tôi vô cùng tò mò với cái túi vải màu đỏ kia, cũng không biết bên trong chứa cái gì mà tên lệ quỷ kia lại làm ra bí hiểm như vậy. Tam Thiếu đưa tay nhận lấy túi vải màu đỏ. Anh cầm trên tay, chân mày hơi cau có. Ánh nhìn vô cùng tò mò và quan tâm. Trong đây là cái gì? Tên lệ quỷ kia vội vàng trả lời. Trong đây là... Bỗng ầm ầm ầm. Tên lệ quỷ kia còn chưa kịp trả lời hết câu thì đột nhiên bị một luồng lực màu đen từ xa đánh tới, sau đó lại bị một luồng lực đen kia kéo đi mất. Tam Thiếu vì không chuẩn bị nên cũng bị luồng lực đen ngòm kia đánh cho văng ra xa. Cả tôi và thầy Trương đều không chuẩn bị nên cũng bị đánh văng đi. Đến khi hoàn hồn ngồi dậy được, tôi lật đật chạy đến chỗ Tam Thiếu. Còn thầy Trương thì đi cứu tên lệ quỷ kia. Tam Thiếu lúc này bất tỉnh, cả người nằm ngay dưới sàn nhà, trên tay đang nắm chặt túi vải. Tôi xốc người anh dậy, gấp gáp gọi to: Tam Thiếu, Tam Thiếu, anh tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ. Thấy anh không có động tĩnh gì, tôi liền đưa tay ấn lên mũi kiểm tra. May quá, đang còn thở. Tôi hoảng sợ vô cùng, nhưng tôi biết rõ lúc này không phải là lúc khóc lóc. Tôi liền trấn an bản thân mình, bắt đầu phân tích sự việc. Tam Thiếu rất có thể vì bị lực đạo quá mạnh đánh trúng nên mới bị thương dẫn đến hôn mê. Việc cần làm bây giờ là mau chóng đưa anh đến bệnh viện. Lúc Kiến Vũ chạy tới, tôi đang dìu Tam Thiếu bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi ì ạch, anh ta liền chạy tới phụ tôi. Nhìn thấy Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện, tôi vô cùng ngạc nhiên. Kiến Vũ, sao anh ở đây? Anh Mẫn nhờ anh đến xem tình hình thế nào, em có cần gì phụ giúp không? Anh nghĩ vừa đến lại thấy cảnh này, bây giờ lại còn vác cái tên này ra ngoài. Nào em tránh ra đi, để anh vác cho. Kiến Vũ nhanh chóng cõng Tam Thiếu đi ra xe. Hai người bọn tôi tức tốc đưa Tam Thiếu đến bệnh viện. Thầy Trương chắc chắn sẽ không sao đâu, bởi vì thầy ấy thuộc hàng đại tiên sư. Cũng may lúc bọn tôi tới bệnh viện, thầy Trương cũng gọi tới. Thầy hỏi tình hình của Tam Thiếu, sau đó thầy nói sẽ đến ngay. Tam Thiếu được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi và Kiến Vũ ngồi bên ngoài đợi chờ. Kiến Vũ thấy tôi lo lắng, anh liền cất giọng trấn an tôi. Em đừng lo, tên đó không dễ chết như vậy đâu. Anh chủ ẻo hắn ta mấy năm rồi, vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Có ai mà động viên giống như anh không? Tam Thiếu mà nghe được, chắc lại kéo nhau lên sàn mà đấm bốc đấy. Đấm thì đấm, anh sợ cái gì? Anh còn muốn đấm cho hắn mấy chục cái chứ. Tốt nhất ý, là hắn nên sống. Anh và hắn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong với nhau đâu. À mà này, em có bị thương ở đâu không? Sao tường nhà lại bể nát như vậy? Em cũng không biết, chuyện này hơi phức tạp một chút. Có liên quan đến Tam Thiếu có đúng không? Quỷ hồn gì đó ở nhà anh Mẫn, đã bắt được chưa? Bắt thì chắc là bắt được rồi, cũng không phải là quỷ hồn muốn quấy phá gì. Anh nói với anh Mẫn đừng lo. Còn chuyện tường nhà bị vỡ thế kia, chuyện đó cứ để đấy anh giải quyết cho. Chỉ là tường nhà bị vỡ một chút, không có gì nghiêm trọng. Tôi nghiêm túc. Kiến Vũ này, em bắt được quỷ hồn, tiền sửa nhà sẽ trừ vào chi phí thủ lao của em. Anh giúp em gọi người tới sửa nhé. Em nói lại chuyện này với anh Mẫn đàng hoàng, dù sao cũng là biệt thự của người ta. Em bắt được quỷ hồn là được rồi, dù có sập nhà anh cũng giải quyết cho em. Đừng có khách sáo như vậy chứ. Chuyện nào ra chuyện đó, em sống rõ ràng của em rồi, anh đừng nghĩ em khách sáo. Thôi được. Tam Thiếu được đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Bác sĩ nói rằng anh ấy không sao, có lẽ do chấn kinh quá độ mà bất tỉnh, hiện tại cần theo dõi thêm. Kiến Vũ cũng không lán lại, anh ấy còn phải giúp tôi sửa lại tường nhà cho anh Mẫn nên về trước. Trong phòng hồi sức chỉ còn tôi và Tam Thiếu. Nhìn anh nằm yên tĩnh trên giường bệnh, tôi không nhịn được mà cảm thấy xót xa trong lòng. Lúc thầy Trương đến, tôi nhìn thấy trên người thầy có vết thương, thần thái không được tốt cho lắm. Tôi định hỏi thầy là xảy ra chuyện gì, nhưng thầy ấy gấp gáp chạy đến kiểm tra cho Tam Thiếu. Sau một hồi kiểm tra các thứ, thầy Trương đột nhiên nặng nề nói với tôi: Không hay rồi, nhân hồn của cậu ấy lại muốn xuất ra bên ngoài. Nhân hồn ấy ạ? Bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Mợ làm giấy xuất viện cho Tam Thiếu đi, tôi phải đưa cậu ấy xuống mật thất, hy vọng đá thần có thể giúp được cậu ấy. Tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây. Vì Tam Thiếu vẫn còn hôn mê nên khi xin lệnh xuất viện rất là khó. Tôi loay hoay cả buổi vẫn không xin được giấy xuất viện. Bí quá tôi liền gọi cầu cứu nhị Thiếu. Đúng là nhà họ Giang quyền lực. Tôi vừa gọi chưa đến mấy phút thì phía bệnh viện đồng ý cho tôi xuất viện. Bệnh viện còn hỗ trợ thêm bác sĩ và y tá đưa Tam Thiếu về tận nhà. Nhị Thiếu hứa với tôi sẽ không nói chuyện này lại cho Giang lão già biết, hy vọng rằng mọi chuyện êm xuôi. Sau khi bác sĩ y tá rời đi, thầy Trương liền đưa Tam Thiếu xuống mật thất. Chú Tài cũng đến xem tình hình, mọi người vô cùng căng thẳng. tôi cũng căng thẳng lắm. Chuyện Tam Thiếu đột nhiên trở nên như thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhân hồn của Tam Thiếu xuất khỏi cơ thể. Đúng như những gì thầy Trương đã từng nói, nhân hồn của Tam Thiếu không đi đâu, mà chỉ đứng yên bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh. Dù tôi có ở bên cạnh, gọi tên Tam Thiếu bao nhiêu lần, thì nhân hồn của anh vẫn không chịu quay trở về. Chuyện này làm cho tôi hết sức hoang mang lo lắng. Tôi vừa cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi đứng dậy, đi đến chỗ của thầy Trương. Tôi hoảng loạn. Thầy ơi, bây giờ phải làm thế nào ạ? Tôi đang nghĩ cách. Mình không thể sử dụng đá thần được sao? Đá thần hiện tại không dùng được. Kết huyết đang trong quá trình luyện thành, không thể nào đem đá thần ra ngoài. Vậy tôi có thể cho thêm máu. Chỉ cần luyện xong kết huyết là có thể cứu được anh ấy, có đúng không thầy? Kìa mợ, chuyện này mợ không vội được. Kết huyết cần có đủ thời gian để luyện thành. Bây giờ dù mợ có cho đủ 49 ngày máu thì kết huyết cũng không hoàn thành được. Mà điều quan trọng hơn là mợ có thể gặp nguy hiểm. Mợ cứ bình tĩnh. Tam Thiếu phước lớn mạng lớn, cậu ấy không chết được đâu. Rồi có cách giải quyết thôi mà. Cách này không được, cái kia không được. Tôi thiệt sự không thể nào bình tĩnh hơn. Nhân hồn nhất định phải quay trở vào trong cơ thể. Nếu để tình trạng nhân hồn xuất ra quá lâu, Tam Thiếu chắc chắn sẽ chết. Đến lúc này tôi chỉ thấy một điều may mắn duy nhất là nhân hồn của anh không chạy loạn khắp nơi. Nếu không, tình hình sẽ càng nguy hiểm. Thầy Trương và chú Tài ngồi một bên thảo luận. Tôi kéo ghế lại ngồi gần bên Tam Thiếu. Tôi hết nhìn chằm chằm vào nhân hồn của anh, rồi lại nhìn đến anh đang hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng nhân hồn cũng là một phần cơ thể. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác nhân hồn của anh rất đặc biệt. Khi tách riêng nhân hồn và cơ thể, phần nhân hồn như có một khí chất riêng. Chỉ đứng yên một chỗ thôi mà cũng làm cho người ta không nhịn được, cảm thấy yếu thế. Mà loại chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Hiếm hoi lắm mới có một trường hợp giống như vậy. Ngồi yên tĩnh một góc, tôi cố nhớ lại xem trước kia Thập bà có nói với tôi về chuyện nhân hồn này không. Mà hình như là có rồi. Thầy Trương, dùng huyết phù. Dùng huyết phù có được không thầy? Tôi đã từng dùng huyết phù để gọi nhân hồn cậu ấy quay trở về, nhưng không được. Chú Tài lúc này liền cất giọng nói. Hay cứ để cho Tiểu Bình thử một lần đi. Máu huyền âm của con bé rất mạnh. Lần trước cũng nhờ con bé mới tìm được hồn phách của Nhã Thy quay trở về. Thế thì mợ Tam, mợ thử một lần xem sao. Tôi gật đầu, sau đó dùng máu vẽ một cái huyết phù. Lần này tôi không dùng giấy hay dùng vải, mà dùng trực tiếp máu của mình để vẽ lên ngực của Tam Thiếu. Thập bà đã từng dạy cho tôi cách vẽ huyết phù này là có hiệu lực mạnh nhất dành cho cơ thể con người. Mặc dù gây ảnh hưởng đến tiên sư vẽ bùa, nhưng chỉ cần cứu được Tam Thiếu, một chút máu này không có gì nghiêm trọng. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi không thể nào đứng nhìn anh ấy cứ như vậy mà ra đi. Huyết phù gọi hồn phách thi triển. Tôi dùng linh lực ấn lên huyết phù bằng máu trên người của Tam Thiếu, dùng hết công lực để huyết phù có thể đạt đến hiệu lực cao nhất. Một luồng ánh sáng màu vàng bắt nguồn từ huyết phù tỏa ra. Luồng ánh sáng ấy bao trùm lên nhân hồn của Tam Thiếu. Như cảm thấy nhân hồn kia chịu động đậy, tôi liền cố hết sức thi triển thêm một đạo pháp thuật. Mồ hôi lúc này lấm tấm trên trán của tôi, nhưng tôi phải cố gắng mà hét thật to. Huyết phù gọi hồn phách thi triển. Biết tôi đã dần đuối sức, thầy Trương và chú Tài liền thi triển pháp thuật giúp tôi một tay. Cả ba tập trung hết linh lực vào huyết phù trên người Tam Thiếu, mượn sức của huyết phù để kéo nhân hồn của anh quay trở về. Gần 10 phút đồng hồ trôi qua. Ngay khi tôi muốn gục xuống thì nhân hồn của anh đột nhiên ngước đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, tôi dường như thấy nhân hồn của anh mỉm cười với tôi. Nụ cười nhanh chóng lướt qua, nhanh đến mức tôi chưa kịp thấy đã hoàn toàn biến mất. Vút một tiếng, nhân hồn của anh bay thật nhanh vào trong cơ thể của anh. Khoảnh khắc ấy chưa đến một giây, nhanh đến mức giống như không có thật. Cơ thể Tam Thiếu giật nhẹ một cái, sau đó hơi thở dần dần trở nên trầm ổn hơn. Cuối cùng tôi có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi giao Tam Thiếu cho thầy Trương. Bản thân tôi vì tổn hao quá nhiều tinh lực nên lúc này trở nên kiệt sức. Nếu tôi không ngủ, chắc chắn tôi không chống đỡ được đến hết đêm này. Tôi nằm trên ghế sofa dưới mật thất. Chỉ cần ngủ một đêm là tôi có thể hồi sức trở lại. Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu. Lúc tỉnh dậy tôi nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh. Tam Thiếu nở một nụ cười. Giọng của anh vô cùng dịu dàng. Em tỉnh rồi à? Đói rồi đúng không? Mấy giờ rồi ạ? 9 giờ sáng. Mới 9 giờ sáng thôi à? Tính ra lần này em ngủ không nhiều lắm nhỉ? Không, ngủ nhiều lắm. Có tiến bộ. Anh tỉnh dậy bao lâu rồi? Cũng vừa khi nãy thôi. Em dậy đi. Thầy Trương đang chờ anh và em trên nhà đấy. Thấy tôi vẫn còn ù lì ngồi im một chỗ, Tam Thiếu liền đưa lưng về phía của tôi. Nào, lên đây, anh cõng. Không cần đâu, em tự đi được mà. Đợi em tự đi, chắc là anh đói chết rồi. Nào, lên anh cõng. Nhanh lên. Tôi tất nhiên là muốn được anh ấy cõng. Chẳng qua con gái phải giữ giá thôi. Tôi mới kỳ kèo, nũng điệu một chút. Hay là thôi, anh vừa mới tỉnh dậy, sức đâu mà cõng chứ. Cứ để đấy em tự đi. Mặc dù em đi không được, nhưng mà em tự đi được. Tam Thiếu phì cười. Anh kéo tay tôi lên để lên vai của anh, bắt tôi phải ôm lấy cổ của anh. Trong bụng của tôi khoái chí, nhưng mà miệng vẫn giả vờ. Kìa, em tự đi được mà. Anh cứ để đấy, em tự đi. Mặc cho tôi có giả vờ giả vịt kiểu gì, Tam Thiếu cũng không từ bỏ ý định. Anh nâng người tôi lên, bước đi khoan thai và ung dung tự tại, cứ như là không có vác người nào sau lưng. Tôi được anh cõng cảm giác phấn khích kỳ lạ. Hai cơ thể tiếp xúc gần với nhau, nhưng lại không sinh ra một chút cảm giác bài xích nào. Thật là tốt quá. Em uống đi. Ăn nhiều như thế không thấy tức bụng à? Bởi vì ngủ quá lâu nên bụng tôi rất đói. Lúc này tôi ăn có chút thô bạo. Em phải ăn no mới có sức khỏe chứ. Lại nhớ đến chuyện của Tam Thiếu, tôi liền hỏi thầy Trương. Thầy Trương, hôm qua thầy có sao không? Còn tên lệ quỷ kia đâu? Tôi không sao, ngủ được một giấc cũng khỏe hơn. Còn về lệ quỷ kia, tôi cũng không biết hắn ta thế nào. Rất có thể không còn trên đời này nữa. Nhưng là ai bắt hắn ta chứ? Tôi cũng không biết. Lúc tôi thấy hắn ta bị bắt đi, tôi có chạy theo ra phía sau nhà, nhưng bị hai tên ác quỷ chặn lại. Một mình tôi xử lý hai tên cũng cần có chút thời gian. Lúc hai tên kia sắp bị tôi thu phục thì bọn chúng tìm được cách bỏ trốn. Tôi đã mất dấu lệ quỷ. Sao lại như vậy được chứ? Một tên lệ quỷ sờ sờ trước mặt bọn tôi mà lại bị bắt đi không rõ tung tích. Hắn ta là lệ quỷ chứ không phải là quỷ hồn. Là kẻ nào có năng lực kinh khủng đến như vậy? Tam Thiếu im lặng ngồi một bên. Lúc này anh cất giọng hỏi tôi. Tiểu Bình, túi vải của lệ quỷ đưa cho anh. Em đang giữ có phải không? À đúng rồi, là em giữ. Để em đi lấy cho anh nhé. Nói xong tôi mở túi xách, lấy ra túi vải đỏ đưa cho Tam Thiếu. Cả tôi và thầy Trương đều tò mò, không biết bên trong chứa cái gì mà tên lệ quỷ kia lại tỏ ra nghiêm trọng đến như vậy. Lúc Tam Thiếu lấy vật ở trong túi vải ra, cả ba người bọn tôi đều cảm thấy khó hiểu. Mặt mày nghịch ra, xém chút nữa là bật khóc. Đây là cái gì chứ? Tại sao lại là một đồng tiền xu? Đã như vậy đồng tiền xu này còn có hình thù kỳ quái. Hắn ta đưa cho Tam Thiếu đồng tiền xu để làm gì? Để đi bán đấu giá kiếm tiền ư? Điên ư? Chuyện của lệ quỷ và Tam Thiếu coi như đi vào bế tắc. Con người bị bắt cóc còn khó tìm, chứ đừng nói là quỷ hồn bị bắt cóc. Bây giờ chỉ còn sót lại một chút thông tin ít ỏi cùng với một đồng tiền xu cổ không biết để làm gì. Nghĩ đến lại thấy đau đầu nhức não. Nếu bây giờ tìm được tên lệ quỷ kia thì tốt. Xui xẻo, hắn ta còn không biết có còn tồn tại trên đời này không. Tôi có thể nhờ Thủy Long trợ giúp, nhưng nếu như tôi chạy đến hỏi Thủy Long lúc này, ngày ấy chắc chắn sẽ không đếm xỉa tới tôi, có khi còn nhai sống tôi. Hôm trước tôi đem hổ yêu đến cho ngài, ngài còn dọa tôi một phen, bảo thời gian này đừng có tìm ngài ấy làm phiền, kẻo bị nhai xương uống máu. Đúng là gian nan quá. Tôi phải làm sao đây? Tôi suy nghĩ một hồi. Tôi liền gọi tên ác quỷ cùng với tên quỷ nam từ trong lọ trấn hồn của tôi ra. Tên ác quỷ ở bên kia cùng với lệ quỷ chắc hẳn có biết được chút thông tin nào đó. Tên quỷ nam mỗi khi được gọi ra đều nhe răng ra cười. Mặc dù mặt mũi hắn ta cũng dễ nhìn, nhưng nói gì thì nói, cũng là quỷ hồn. Mà quỷ hồn nếu không phải từ cấp quỷ lệ trở lên, có năng lực giả dạng giống hệt con người, thì hầu như đều khó nhìn giống nhau. Tên quỷ nam này lành lặn thì còn đỡ, còn như tên ác quỷ kia, đầu thì lắc lư, muốn lìa ra khỏi cổ. Dù người gan dạ, nhìn miết cũng thấy không thể nào chấp nhận được. Này, anh tên là gì? Quỷ nam lúc này cười hề hề lên tiếng. Gớm, bây giờ tiên sư mới chịu hỏi tên của tôi. Tôi tên là Trúc. Có phải tên rất đẹp không? Tôi gật đầu trả lời. Rất đẹp. Hỏi xong tên quỷ Trúc, tôi quay sang nhìn ác quỷ, mặt mày rầu rĩ kia. Ác quỷ, vì sao mà chết? Tôi bị người ta cắt cổ. Tôi nhăn mày, ồ ra là bị cắt cổ chết. Hèn gì vừa chết lại biến thành ác quỷ. Nhưng tại sao anh lại đi theo cái tên lệ quỷ kia? Hắn ta là ai? Ác quỷ ghi ghi cái cổ. Lúc này hắn ồm giọng trả lời. Tôi là ác quỷ, nhưng tôi lại không có năng lực gì. Lúc sống thì nhát cái, đến chết thành quỷ cũng nhát. Lệ quỷ anh ta khá mạnh. Tôi đi theo anh ta thì không bị bọn quỷ khác ức hiếp, cũng không bị quỷ hồn cấp cao nuốt sống tôi. Hắn không trả lời thì tôi cũng nghĩ như vậy. Năng lực của tên ác quỷ này đúng là không có. Trông hắn ta đáng sợ như vậy, chứ có làm gì được ai đâu. Vậy anh có biết gì về lệ quỷ kia không? Hắn ta có nói với anh cái gì không? Tôi chỉ biết đi theo thôi. Anh ta kêu tôi làm gì tôi làm cái đấy. Tôi đâu có dám hỏi chuyện của anh ta. Kêu làm cái gì thì làm cái đó. Thế thì anh ta đã kêu anh làm những gì? Thì anh ta kêu tôi ám hai người ở trong căn biệt thự đó. Chỉ vậy thôi á? Đúng thế, chỉ ám bọn họ để bọn họ gọi tiên sư là cô đến. Sau đó thì tôi bị bắt, ở cùng với tên này cho đến bây giờ. Đúng là có kế hoạch từ trước. Mục đích của tên lệ quỷ kia là muốn thông qua tôi gặp được Tam Thiếu, rồi sau đó đưa cho anh ấy đồng xu cổ. Mà đưa đồng xu cổ để làm gì chứ? Để vào siêu thị chơi trò bắn cá ăn xu hay sao? Đúng là nan giải. Biết có hỏi tiếp thì tên ác quỷ kia cũng không cung cấp được thông tin gì hữu ích, mà nhìn gương mặt rầu rĩ giống như bị bồ đá của hắn. Thôi tôi cho lui cung, tránh cho bồn cung cũng bị trầm cảm theo. Tên ác quỷ kia quay trở vào trong lọ trấn hồn, còn tên quỷ Trúc thì vẫn ở lại. Thấy tôi rầu rĩ, anh ta lên tiếng hỏi. Tiên sư đang buồn chuyện gì sao? Tên lệ quỷ kia bị bắt cóc rồi, tôi cần tìm hắn có việc quan trọng. Lệ quỷ mà bị bắt cóc á? Ừ, bị bắt cóc. Nghe thì hơi phi lý nhưng mà sự thật đấy. Tôi rất muốn biết tung tích của hắn ta, nhưng lại không biết làm cách nào. Nếu là người sống thì còn báo cảnh sát, chứ quỷ hồn thì báo cho ai? Quỷ Trúc nghe xong ngẫm nghĩ một lát, anh ta đưa ra ý kiến. Tiên sư, cô thì có thể không tìm được, nhưng mà tôi biết có người tìm được. Là ai? Là quỷ sai. Nghe đến hai chữ quỷ sai, tôi lại thở dài thêm một lần nữa. Tâm trạng còn tệ hại hơn là lúc chưa nghe. Quỷ sai là ai chứ? Là quan dưới địa phủ, là lính cao cấp của Diêm Vương gia. Những nhân vật tầm cỡ như vậy muốn gặp là gặp được sao? Thôi quên đi. Quỷ Trúc thấy tôi thở dài, anh ta liền nói tiếp. Tôi nói thật mà, tiên sư tin tôi đi. Thì đúng là tôi tin anh, nhưng mà tôi không biết cách nào để gặp được quỷ sai. Anh nghĩ muốn gặp được quỷ sai là dễ à? Quỷ hồn như anh thì không nói. Tôi là người, muốn gặp được quỷ sai trừ phi là chết. Tôi biết là cô tiên sư mới vào nghề, kinh nghiệm còn hiểu biết và non kém. Đã vậy thì tôi cũng không ngại phổ cập thêm kiến thức cho cô. Dừng một lát, anh ta e hèm vài tiếng, thái độ cứ như là một thầy giáo đang giảng bài cho học sinh vậy. Phạm là tiên sư sẽ có cách gọi được quỷ sai từ âm phủ lên để hỏi chuyện. Cũng tùy vào thực lực của tiên sư mà có thể gọi được quỷ sai theo cấp độ thấp, trung bình và cao. Tôi đã từng nghe nói có tiên sư còn gọi được cả quỷ vương cai quản tầng ngục ở âm phủ lên đấy. Rất là uy lực, Tiên sư không biết à? Tôi nghĩ trên người cô có linh khí của đạo gia. Chuyện cô có thể gọi quỷ sai lên là chuyện bình thường. Thế chả nhẽ sư môn của cô không dạy cho cô những kiến thức cơ bản này à? Anh nói có thật không? Tôi chết bao nhiêu lần rồi, những chuyện của tiên sư và quỷ hồn tôi nghe không ít đâu. Mặc dù chưa chứng kiến tiên sư gọi quỷ sai bao giờ, nhưng mà tôi chắc chắn điều đó là sự thật. Bởi vậy mới nói, quỷ hồn một khi gặp được tiên sư sẽ rất thảm. Không bị bắt đi đầu thai thì bị đánh cho tan hồn phách. Có một số trường hợp như ác quỷ có thực lực cao hoặc là lệ quỷ mà muốn đi đầu thai, tiên sư không độ duyên thì bắt buộc phải hỏi ý của quỷ sai. Nếu quỷ sai nhận quỷ hồn thì quỷ hồn mới có thể đi theo quỷ sai xuống âm phủ để trình báo tên và xét xử tội. Tôi có hơi ngạc nhiên trước độ hiểu biết phong phú này của quỷ Trúc. Không hổ là quỷ nhà hàng xóm, cái gì cũng biết, rất có năng lực. Anh nói đúng, tôi mới ra nghề. Chuyện gọi quỷ sai lên nói chuyện, đúng là tôi không biết. Nếu đúng như anh nói, tôi chỉ cần gọi được quỷ sai, sau đó hỏi chuyện của tên lệ quỷ kia, như vậy là được, đúng không? Chắc là được, quỷ sai có gì mà không biết. Nếu cô cần tìm tên lệ quỷ kia thì cô thử một lần xem thế nào. Biết đâu cô gọi được quỷ sai có chức vụ cao. Cũng được, để tôi gọi cho Yên bà, hỏi qua về chuyện gọi quỷ sai. Nói gì thì nói, quỷ sai cũng là quan chức ở địa phủ, không phải là nhân vật mà tôi có thể đùa được. Tôi phải cẩn thận một chút. Tổng môn hôm nay vừa gửi tin nhắn thông báo sự kiện quan trọng. Ở khu vực tỉnh A xuất hiện hiện tượng kỳ quái, rất có thể là quỷ vương tái xuất. Tổng môn gửi tin nhắn cho toàn bộ tiên sư, ai ở gần tỉnh A có thể đi xem xét tình hình. Nếu phát hiện được quỷ vương hoặc là mộ của quỷ vương, lập tức báo lên tổng môn. Tổng môn sẽ cử cao nhân đến giải quyết. Điều đặc biệt phải in hoa lại một lần nữa. Đề nghị tiên sư không được tự ý hành động khi chưa có sự cho phép của tổng môn. Tất nhiên tìm được quỷ vương hoặc là mộ của quỷ vương sẽ có thưởng, phí rất cao, gần 200 triệu. Đối với sự kiện tầm cỡ này tôi rất muốn tham gia, nhưng hiện nay tôi đang bị cầm chân ở thị trấn Quang Long nên không thể nào ra ngoài được. Mà thị trấn Quang Long chỉ là một phần nhỏ của tỉnh A. Khả năng quỷ vương xuất hiện ở vùng núi này là rất thấp. Nhìn tiền trước mắt nhưng không chạm đến được, cảm giác đó thật là tan nát cõi lòng. Tin nhắn thông báo vừa gửi tới, Yên bà đã gọi cho tôi, ý tứ là không muốn cho tôi tham gia vào sự kiện lần này. Tiểu Bình, thực lực hiện tại của con chưa đủ để đi tìm quỷ vương đâu. Sự kiện lần này con đừng có tham gia. Dạ vâng, con cũng không có ý định tham gia. Nhỡ đầu phát hiện được quỷ vương, hắn ta bóp con một phát, chắc là con hết đường đầu thai à? Ừ, con biết vậy là tốt. Làm chuyện gì cũng biết lượng sức mình, con hiểu chứ? Dạ con hiểu. Mà Yên bà, con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Thật ra con muốn hỏi về chuyện của quỷ sai. Gọi quỷ sai à? Con muốn gọi quỷ sai sao? Dạ vâng. Có thể... Có đúng không thưa Yên bà? Thì đúng là có thể. Chỉ là với năng lực hiện tại của con, bà không biết con có thể gọi được quỷ sai hay không. Yên bà, chỉ cho con cách thức để gọi quỷ sai có được không ạ? Con thật sự có chuyện cần nhờ quỷ sai. Con nghĩ chắc con có thể gọi được quỷ sai cấp thấp. Yên bà im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Lát lâu sau tôi mới nghe bà ấy trả lời. Thôi được rồi, để bà nhắn tin cách gọi quỷ sai qua cho con. Nhưng con phải nhớ, quỷ sai là quan sai của địa phủ, không phải là con người hay là quỷ hồn. Lời nói và hành động của con phải hết sức cẩn trọng. Nếu nói những lời bất kính, bà có 3 đầu 6 tay cũng không giúp được cho con đâu. Con biết mà, con sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm, bà cứ yên tâm mà. Sau khi hứa hẹn đủ thứ, Yên bà cuối cùng cũng yên tâm về tôi. Sau khi nhận được tin nhắn của Yên bà, tôi nghiên cứu mất nửa ngày. Sau khi học thuộc lòng cách thức, tôi quyết định tối nay sẽ gọi quỷ sai lên để hỏi chuyện của tên lệ quỷ kia. Đêm khuya lúc này là 2 giờ 30 phút sáng. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ sáng được gọi là giờ âm, vô cùng thích hợp để gọi quỷ sai. Tôi học theo Yên bà, dùng kiếm đồng của tiên sư, sau đó dùng chính máu của mình để gọi quỷ sai. Tôi niệm bài chú cầu gọi quỷ sai. Bài chú chỉ có 3 câu, nhưng phải lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi nào gọi được quỷ sai thì mới dừng. Nếu đọc quá lâu mà quỷ sai vẫn chưa lên, vậy thì phải thử lại một lần nữa. Thử đến 3 lần vẫn không gọi được, nên tôi dừng lại. Đó là do thực lực của tôi chưa đủ mạnh. Tôi lúc này hồi hộp lắm, không biết là tôi có gọi được quỷ sai hay không. Mà nếu gọi được thì lại càng không biết tôi có thể gọi được quỷ sai ở cấp độ như thế nào. Hy vọng tôi gọi được quỷ sai cấp thấp, dễ nói chuyện, cũng dễ gọi lên. Kiếm đồng vốn đang yên tĩnh trên tay tôi đột nhiên rung lắc dữ dội. Tôi cầm chặt kiếm đồng trong tay, mồ hôi trên trán lúc này cũng túa ra, miệng liên tục niệm chú. Kiếm đồng rung lắc được một lúc thì dừng lại. Như cảm thấy có linh khí xuất hiện gần bên, tôi liền mở mắt ra nhìn. Cả người xém chút nữa thì ngây ngốc. Đây là nhân vật nào chứ? Người đứng trước mặt tôi có gương mặt khá ngầu, không đẹp trai nhưng cũng không khó nhìn. Chỉ là khí chất tỏa ra có chút bức người, khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh lẽo, không rõ nguyên nhân. Tiểu tiên sư, ngươi mời gọi quỷ sai lên đây có chuyện gì quan trọng ư? Quỷ sai ư? Đúng là quỷ sai rồi. Tôi có chút run rẩy, lần đầu tiên được gặp quỷ sai trong truyền thuyết nên không kiềm chế được sự xúc động. Tao hỏi ngươi, ngươi mời gọi quỷ sai ta lên đây để làm gì? Tôi lần đầu tiên tôi được ở quỷ sai nên tôi có chút hồi hộp. Quỷ sai, đợi tôi một chút. Dứt lời mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của quỷ sai, tôi liền xoay mặt sang bên, hít lấy hít để một bụng không khí. Sau khi bình ổn được tâm trạng, cuối cùng tôi mới có thể nói chuyện giống như bình thường. Dạ không biết chức quan của ngài dưới địa phủ là gì? Trợ lý của phán quan đại nhân. Má ơi, trợ lý của phán quan đại nhân ư? Đây được coi giống như là trợ lý của phó tổng giám đốc ở nhân gian rồi, chứ chả đùa. Biết được chức quan của vị trước mặt, tôi càng cúi đầu thấp hơn, lời nói nhỏ nhẹ, khép nép. Thưa ngài trợ lý, hôm nay tôi mạo muội mời ngài lên đây là vì có nguyên nhân. Thật ra tôi là một tiểu tiên sư mới ra nghề, lần trước có giao đấu với một tên lệ quỷ. Đến lúc chuẩn bị thu phục được hắn thì hắn ta bị ai đó bắt đi, hiện giờ chưa rõ tung tích. Kính xin ngài có thể có cách nào giúp tôi điều tra tên lệ quỷ kia hiện tại đang ở đâu có được không ạ? Ta đây đường đường là trợ lý của phán quan đại nhân, mà ngươi nhờ ta đi tìm tung tích của một tên lệ quỷ ư? Ngươi đang đùa với ta có đúng không? Thấy vị kia cực kỳ không vui, tôi liền vận dụng kỹ xảo diễn xuất mà mình học được, nhập vai một đại hiệp trong võ lâm. Tôi nửa nói, nửa đùa, nửa thật, phóng đại một câu chuyện lên tầm mức nghiêm trọng nhất. Xin ngài bớt giận, tiểu tiên sư tôi làm sao dám nhờ ngài đi tìm quỷ hồn nhỏ nhoi như thế. Có chuyện ngài chưa biết, tên lệ quỷ kia bị một thế lực nào đó cướp đi. Ngài chắc cũng biết, lệ quỷ trên dương gian là một quỷ hồn rất đáng sợ, thực lực rất cao thâm, mà lại còn bị bắt đi. Tôi nghĩ rằng kẻ bắt tên lệ quỷ kia không phải là một nhân vật tầm thường. Đạo gia thời gian này vừa ra thông báo về một quỷ vương xuất thế. Tôi nghĩ rất có thể... Vị trợ lý đột nhiên trầm mặc. Bình thường đã lãnh khí, bây giờ trầm mặc trông càng đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi không nhịn được mà rùng mình mấy cái, cảm thấy nhiệt độ xung quanh xuống dưới mức âm độ. Ta hỏi ngươi, ngươi thân là tiên sư, mang dòng máu huyền âm 100 năm có một, vì cớ gì một lệ quỷ dương gian mà ngươi không trị được, lại để cho hắn ta bị bắt đi như vậy? Như vậy là như thế nào? Đại nhân, tôi là tiểu tiên sư, thực lực không cao, tôi giao chiến với lệ quỷ có chút khó khăn. Phàm là con người, việc gì cũng cần có thời gian để trau dồi kinh nghiệm. Ngài nói có đúng không ạ? Mà do bản thân của tôi vô dụng nên tôi mới phải nhờ đến đại nhân ngài đây. Phàm là con người, Thủy Long hay quỷ sai đều thích nghe những người khác tâng bốc. Cách này chắc chắn sẽ có hiệu nghiệm. Vị đại nhân liếc mắt nhìn tôi, ý tứ có vẻ khinh thường. Thôi được rồi, để tình máu huyền âm của ngươi, ta điều tra giúp ngươi một lần. Vị trí cuối cùng ngươi gặp được tên lệ quỷ kia là ở đâu chứ? Ta điều quỷ sai đến xem xét. Dạ, tại biệt thự X, đường XY, thị trấn Quang Long ạ. Phiền đại nhân giúp tôi lần này, chăm sự nhờ hết vào ngài. Thôi được rồi, thông tin ta sẽ đến tìm ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá trông mong. Không phải cái gì quan sai địa phủ cũng làm được đâu. Nếu ta điều tra không ra, ngươi cũng không thể nào trách địa phủ. Rõ chưa? Dạ rõ, tiểu nhân tất nhiên là rõ rồi. Cảm ơn đại nhân trước. Mạo phạm ngài đến dương gian chỉ vì một chuyện còn con thế này, tiểu nhân cảm thấy vô cùng có lỗi à? Ngươi biết như vậy là tốt. Sau này muốn mời quỷ sai cai quản vùng này, cứ dùng kiếm đồng gõ xuống đất 3 cái là được. Đừng dùng máu gọi. Có ngày kéo cả hắc bạch vô thường lên thì đừng có trách ta tại sao không báo trước. Máu của ngươi là máu huyền âm, rất mạnh. Nếu không phải phán quan đại nhân đang họp ở địa phủ thì ngày ấy đã lên đây gặp ngươi rồi đấy. Phán quan đại nhân trăm công nghìn việc, ngươi đừng có mạo phạm ngày ấy. Tôi gật đầu, trong lòng khiếp vía không thôi. Tôi nào biết máu huyền âm có sức mạnh đến như vậy. Nếu tôi biết thì tôi đã không làm như thế này rồi. May quá, may chỉ là mời trợ lý của phán quan. Nếu như hôm nay mà mời phán quan lên đây chỉ vì chuyện này, hậu quả đúng là tôi gánh không nổi. Sau khi tiễn được ngài trợ lý trở về, nhìn xung quanh trống không, cả người tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chim én, xém chút nữa thôi là tiêu đời rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Nàng dâu 49 ngày được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện này để xem tiếp tục những bí mật về cái đồng xu mà quỷ lệ kia vừa mới gửi cho cô gái tên Tiểu Bình. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.